Đầu tiên chúng ta sẽ dùng giấy nhún kích thước 90 x 90 cm, các bạn kéo giãn hết cỡ rồi nhé. Vì là kích thước 90 nên là bông hoa khá là to mà lại còn kéo giãn nữa thì rất là, các bạn dùng mặt trái này, đây là mặt phải nhá, đây là mặt trái. Các bạn làm gần như tương tự với hoa hồng xoắn giấy nhưng mà các bạn không xoắn này. Đây các bạn sẽ gấp một hình tam giác như thế này. Bước đầu tiên thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn hai đốt ngón tay một chút. Tiếp theo này, các bạn sẽ gấp một đường gần như là vuông góc. Các bạn có thể gấp thế này hoặc gấp thế này đều được nhé. Mình thì mình quen gấp vuông góc cho các bạn dễ hình dung. Thì cái độ dài của cái này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng hai đốt ngón tay như thế này. Ngón tay mình hơi xấu. Đó, các bạn có thể dễ hình dung này. Sau đó thì các bạn lật đường vuông góc. Các bạn nhìn để ý nhé. Nhìn nó sẽ có cái đường gập ở đây này. Các bạn sẽ lật nó gần như là vuông góc với nó, hoặc các bạn có thể lật chéo. Đây, lật chéo cho cái mép này nó thẳng như này. Đây các bạn, lật như thế này. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lật như này cho dễ. Lật sao cho cái đường này nó vuông góc với cái hình tam giác mà bạn vừa gấp. Đây mình sẽ nói lại ở cái bước tiếp theo nhé. Cũng gấp một đường, một hình tam giác, hạ một đường vuông góc. Các bạn sẽ làm khoảng hai đốt ngón tay. Đây. Ok. Rồi sau đó các bạn gập một đường. Vuông góc về cái đường mình vừa hạ. Ok. Này, mặt sau các bạn dùng tay ấn chặt nó xuống. Nhá. Tiếp theo lại hạ một đường. Những cái phần dưới này thì các bạn cứ kệ nó nhá, rồi các bạn cứ dùng tay ấn chặt xuống là được, để cho các nếp gấp nó không bị rời ra. Tiếp này, đây như các bạn nhìn nhá, đó, mặt sau nó sẽ như thế này. Chợ. Thì mình sẽ làm chậm ở cái clip này thì mình sẽ không làm cái hoa này nữa nhé. Hoặc là lát nữa nếu còn thời gian thì mình sẽ hướng dẫn. Hạ một đường. Các bạn dùng tay, nên dùng tay miết ở cái phần này thì lát nữa khi mà gấp cánh hoa cuốn vào ấy thì các bạn sẽ không phải mất cái công đoạn vuốt lại lần nữa nhé. Hạ đường vuông góc. Vuông góc. Các bạn nhớ cái quy tắc để làm thì các bạn cứ nhớ là vuông góc và vuông góc. Đó. Hạ đường vuông góc này, hai đốt ngón tay, chiều dài khoảng hai đốt ngón tay. Hạ đường vuông góc với cái đường mà mình vừa, nó cũng là tương đối thôi, tuy nhiên thì cách này sẽ cho các bạn dễ nhớ hơn khi các bạn gấp nhé. Lưu ý là các bạn đừng gấp với khoảng cách là một hạ đường vuông góc, đường hạ một cái đường khoảng một đốt ngón tay như thế này, tại vì cái hoa này là mình không xoắn cho nên là lát nữa thì cái phần này nó sẽ dễ bị như nào nhỉ, lộ ra. Ôi, bí từ. Tiếp đây, mặt sau các bạn dùng tay, dùng hai ba ngón còn lại các bạn ấn cho nó chặt nhá. Lâu rồi mình không làm hoa cho nên là
khá là nhiều bạn vào yêu cầu mình là hỏi mình làm quá, nên là thời gian ở đây mình khá là bận cho bên sách vải, không có nhiều thời gian để làm ấy, các bạn thông cảm nhé. À, hơn nữa là có một vấn đề là mình không bán nguyên liệu để làm nhé, mình chỉ hướng dẫn các bạn thôi. À, nhiều bạn cũng có inbox vào page và hỏi mình mua nguyên liệu ấy, với cả nhiều bạn cũng comment trên YouTube, tuy nhiên thì mình không có thời gian và mình hiện tại thì mình chưa bán, khi nào bán thì mình sẽ thông báo với các bạn ấy. Còn các bạn nào mà ở Hà Nội ấy, muốn mua các nguyên liệu này thì các bạn qua chợ xanh này, tầng 2 chợ xanh khu vực Cầu Giấy có này, hoặc là các hiệu sách, cũng có một số vài hiệu sách, một vài hiệu sách bán ấy. Còn ở khu xa hơn thì các bạn có thể lên Hàng Mã, hoặc là ra chỗ khu vực gần Đại học Y ấy, gần Đại học Y ấy, chỗ Tôn Thất Tùng, A8, gọi là A8, ở đây bán khá là nhiều và phong phú, các bạn có thể mua được giấy, cơ bản là giấy và kẽm. Đó, sau khi chúng ta gấp xong, chúng ta sẽ được cái các bạn nhẹ nhàng thôi, vì nó rất dễ là tuột ra. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái kẽm này để chúng ta cuốn lại nhé, ở phần cuối này. Các bạn dùng cái kìm cái gì đấy thì các bạn cuốn cong một đầu với cái kẽm này lại để không dễ bị tuột ra nhé. Mình làm nhiều mà mình lười cuốn cong cái thanh kẽm này lại nên là nó hay bị tuột ra. Các bạn đặt vào đây, các bạn cuốn này, vừa cuốn thì các bạn dùng tay ép chặt cái phần cánh này xuống để cho cánh hoa nó được đẹp hơn nhé. Các bạn cứ cuốn tròn ở phần búp bên trong đầu tiên thì các bạn nên cuốn nó chặt một chút, còn về sau thì các bạn lỏng tay ra. Đây, vừa cuốn này, các bạn vừa dùng tay để ấn để tạo thành cái lớp đai dài một chút. Đây, một phần hai nhé. Vừa cuốn vừa dùng tay. Mình sẽ làm chậm thôi, có nhiều bạn cũng nói là sao chị làm chậm quá, thì mình nghĩ là mình vừa làm để cho các bạn vừa có thể theo kịp cái tiến độ làm của mình ấy. Chứ làm nhanh quá thì mình có thể hoàn toàn có thể tua cùng cái hiệu ứng nhanh ấy. Tuy nhiên là như thế thì nhiều bạn mới làm thì rất là khó có thể bắt kịp. Mình đang bật đèn, không biết là có lá có không, nhưng mà để này thì hơi tối đó. Sau khi cuốn xong, chúng ta sẽ được cái bông hoa có hình dạng kiểu như thế này. Thì nhìn nó vẫn chưa được đẹp lắm đúng không? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn dùng tay này hơi nới rộng cái cánh hoa ra một chút, khéo léo bóp chặt cái phần đầu cánh hoa, vì mình đã gấp hai nếp gấp giấy vào với nhau ấy, thì cho cái cánh hoa nó được đẹp hơn thì các bạn dùng tay để hơi đẩy. Nếu như các bạn mà hơi dùng khó dùng tay thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái cách này là dùng cái đầu thìa này, các bạn tạo một cái đường đi cho cánh hoa như thế này. Ôi trời, đây như thế này.
Thì các bạn dùng tay nhá, dùng tay hoặc là dùng thìa đều được. Các bạn cuốn lại.